không biết mở đầu sao. Hôm nay sẵn tiện mình set up một cái góc quay phim mới nên là mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái góc làm việc của mình nó sẽ có cái gì và nó nên cần cái gì khi mà mình là một người editor chuyên nghiệp. Đầu tiên thì đương nhiên là mình sẽ có hai cái màn hình để mà mình có thể làm việc. Thì đầu tiên là cái màn hình ở dưới là màn hình LG 34 inch. Thì cái màn hình này nó đủ dài để mà mình có thể có một cái không gian rộng để làm việc. Nó để được rất là nhiều cái layout ở đây. Còn cái màn hình bự này thì mình sẽ để dành để mình playback, nghĩa là mình sẽ coi full video đó nó như thế nào, để mình biết được là khi mình mở ở màn hình rộng á, cái cảm giác nó sẽ như thế nào. Tại vì khi mà mọi người coi trong cái màn hình nhỏ nó sẽ có cái cảm giác hoàn toàn khác so với cái màn hình bự. Đương nhiên là mình sẽ có cái PC. Thì cái PC này là mình mua bên AZPC. Cho tới hiện tại thì mình đang vẫn rất là ok. Đương nhiên là Premiere nó là một cái thứ mà nó luôn luôn lag, nó luôn luôn mà bị crash ra. Nên là cho dù build một cái máy mấy trăm triệu thì nó sẽ vẫn crash thôi. Tiếp theo là mình sẽ có một cái sao card như thế này. Mình đang xài con Arturia Mini Fuse 1. Cái con sao card này nó ở trong tầm giá khá là ok. Ở đây mình xài con Arturia này để dành cho mình gắn cái loa của mình, cộng mình gắn cái micro của mình, và mình gắn cái tai nghe của mình khi mà mình cần. Tại vì mình xài một cái tai nghe kiểm âm và loa cũng kiểm âm, nên là mình sử dụng cái sao card này để mà mình cấp được cái nguồn điện cho nó. Cái sao card này nó sử dụng bằng cái đầu USB thôi, thì mình chỉ cần cắm cái dây Type-C vào cái đầu USB là mình sẽ sử dụng được ha. Ở đây thì mình xài bộ loa kiểm âm. Thực ra đây là kiểm âm cơ bản thôi, đây là một cái loại mà một số người sẽ gọi nó là kiểm âm fake. Cái là nó cũng rẻ, mà thời điểm mình mua chỉ khoảng 2-3 triệu gì đó, mình không nhớ rõ. Edifier MR4, Edifier nó đó là kiểm âm. Nhưng mà cơ bản thì nó không phải là một cái kiểm âm chuẩn nha. Nhưng mà đối với mình thì nó đủ dành cho những cái nhu cầu edit của mình. Tại vì nó có một cái dải âm thanh đủ rộng để mà mình có thể nghe được. Tuy nhiên và để mà mình mixing cho tốt á, thì mình sẽ vẫn sử dụng cái con Behringer Dynamic của mình. Mình đã xài được khoảng 1-2 năm gì đó, mình không nhớ là mình mua thời điểm nào, nhưng mình cũng xài lâu rồi. Thì khi mà mixing để mà cái phần âm thanh, phần sound và phần nhạc nó hòa với nhau á, thì mình sẽ phải đeo cái con tai nghe này để mình nghe kỹ hơn. Tại vì đây là cái phòng của mình á, nó không phải là cái phòng cách âm này mọi người sẽ xem trên trần, nó cũng không có được cách âm, rồi tất cả xung quanh thì nó không phải cách âm. Mình chỉ có hai cái tấm tiêu âm bên đây và bên đây để mà nó bớt dội thôi. Nhưng mà cơ bản đây là không phải là cái phòng cách âm. Ở đằng sau nhà mình thì mình không có tiện show ra, nhưng mà ở đằng sau thì mình cũng không có cách âm luôn. Và cái phòng nó rất là lớn, nên là cơ bản khi mà mình mixing thì mình vẫn phải đeo cái tai nghe này. Và để mà nó cái âm thanh nó ra đúng ngồi theo cái vị trí lỗ tai mình đó, tại vì bình thường mình sẽ ngồi cỡ này, thì để mà cái âm thanh nó ra đúng cái khu vực tai mình, nên là mình sẽ phải cần một cái nâng loa để cái loa nó nên ở ngay ở cái vị trí mà nó phù hợp. Thì khi mà âm thanh nó đi ra như thế này đúng không, nó dội bên đó và nó vẫn sẽ nghe được cái lỗ tai bên mình. Đó là lý do mà cái loa nó phải cần nâng ở đây, và cái tiêu âm nó cũng sẽ ở cái vị trí như thế này hai bên. Rồi ở đây thì mình cũng có hai cái để mà mình để cái tai nghe, tại để cho nó đỡ phải để lên bàn á. Ở đây mình có một cái miếng này mình mua trên Shopee, mình không nhớ là tên gì, nhưng mà mọi người chỉ cần là mua cái kẹp tai nghe trên bàn thì nó sẽ ra cái này, và nó khá là rẻ nha. Mình có để link bên dưới nếu mọi người cần. Ở bên đây mình cũng có xài cái để ly của Hyperwork, và nó cũng có cái giá ở tai nghe luôn. Đây ví dụ mình có những cái ly nước như thế này thì mình để ở đây thì nó rất tiện. Thì editor mình sẽ ngồi hàng giờ liền đúng không? Nên cái việc là mình có một cái nơi để mình đựng cốc, thay vì mình để trên bàn thì nó rất là chật ha. Nó rất là vướng víu nhiều chỗ, mình để ở đây thì nó rất là tiện. Rồi tiếp theo mình sẽ có đương nhiên là có một con chuột. Hồi trước thì mình xài con Logitech M331 Silent. Nhưng mà con đó thì nó sẽ bị là nó xài được một khoảng thời gian là nó sẽ hay bị, nó kiểu như là nó sẽ không có mượt nữa. Nghĩa là mình bấm nó sẽ không có đã, nó sẽ bị mòn á, cảm giác vậy á. Không biết là cái từ nào dành cho đúng, nhưng mà chỉ xài được khoảng một năm mấy là mình đã thấy là nó bị hư rồi. Nên và kiểu như là do mình có quá nhiều cổng USB, mình xài quá nhiều thiết bị á, dẫn đến là đôi lúc nó bị lag á, nó không có nhận tín hiệu nên nó bị giật. Nên là mình quyết định là mình sẽ phải sử dụng một con chuột khác có dây. Mặc dù mình không thích cái tiếng click này của con chuột này lắm, nhưng mà nó khá là ổn trong cái tầm giá mà mình nhớ là mua khoảng mấy trăm ngàn. Cái con này nó sẽ phù hợp dành cho những bạn, đặc biệt là bạn nữ ha, tay nhỏ nó sẽ phù hợp hơn, nó vừa tay mình. Có rất là nhiều người
recommend con Logitech Master, nhưng mà nó khá là bự đó cái tay của mình, nên là mình thấy cái con này nó phù hợp. Và đương nhiên là nó sẽ không dành cho những bạn nào chơi game, mà chỉ dành cho người làm hậu kỳ thôi ha. Thì mình sẽ có một cái con bàn phím. Đương nhiên là mình editor hay là mình xài máy tính thì mình phải có bàn phím ha. Thì ở đây mình xài một cái con bàn phím của Keychron. Nó là Keychron KS K5SE. Và đây là cái dòng mà low profile. Thì cái phím nó sẽ ngắn đi và nó mỏng đi. Tại cơ bản là mình sẽ thích những cái đường đi nó ngắn như thế này. Mình không thích những cái phím cơ nó quá dày, nên là mình mới sử dụng cái low profile này. Và trong những cái dòng low profile mình có cơ hội được trải nghiệm, thì mình cảm thấy là cái con Keychron này nó khá ok. Nó hợp lý trong cái giá tiền khoảng 2 triệu mấy gì đó. Và nó cũng khá là gọn, nhìn nó cũng đẹp. Và mình cũng thật ra là mình cũng custom được. Mình cũng custom được, mình nó như phím cơ bình thường ha. Mình cũng có thể gỡ ra và mình mua khi cần. Và cái tiếng của nó cũng không quá ồn. Nó không quá clicky, mình cũng không thích cái gì nó clicky quá, nên là cái con bàn phím này là một cái lựa chọn khá là ok. Nếu như bạn nào mà làm ở trong cái không gian mà ở chung với bạn bè hoặc gia đình á, thì mình sẽ cần một cái sự im lặng khi mình làm khuya, thì cái con này khá là ổn. Vì mình có khá là nhiều dây, mọi người thấy mình có rất là nhiều cái dây nhỏ nhỏ như thế này, nên là mình sẽ phải cần một cái kê màn hình ở đây để mình giấu nó bớt, để mình nhìn nó bớt rùm rà. Thì ở đây mình không nhớ là cái này mình mua bao nhiêu tiền, nhưng mà mình mua ở trên Shopee á, nó cũng không có mắc lắm đâu. Mình cũng có để link dưới nếu mà bạn nào cần ha. Và cái này thì mình có xài thêm một cái dock của Basus. Tại ở đây nó chỉ có 1, 2, 3, 4 cái đầu USB và một đầu Type-C. Thì nó hơi ít đối với mình, tại mình xài khá là nhiều á. Giờ nãy giờ mình chưa có nói đến cái bát chuột ha. Cái bát chuột này nhìn nó hơi dơ, nhưng mà mình mua của Penta, mình cũng mua trên Shopee thôi. Nó cũng khá là rẻ, và cái độ mượt khi mà di chuyển con chuột cũng khá là ổn trong cái công việc của mình. Tại vì mình không có chơi game á, nên là mình thấy cái độ này nó cũng khá là ổn. Tuy nhiên là bạn nào mà có mèo ha, bạn nào nuôi mèo thì cái này nó không phù hợp. Đây mình bị mèo cào nè, mình mua về cái là nó đã cào ở đây rồi. Mình cũng không biết là có cái bàn phím, có cái bát nào mà nó phù hợp dành cho những bạn nào mà nuôi mèo không. Thì nếu mà bạn nào có thì comment cho mình biết nha. Ở đây thì mình có một cái đầu đọc USB của Ugreen. Không phải đầu đọc USB, đầu đọc và thẻ, đầu đọc thẻ nhớ của Ugreen. Thì nó có cả lỗ bự, lỗ nhỏ. Thì nó có rất là nhiều loại đầu đọc thẻ nhớ. Tuy nhiên mình thấy cái đầu đọc này nó đọc cũng khá là nhanh và nó cũng khá là rẻ. Ở đây thì mình cũng có một cái micro. Cái micro này là cái con Behringer XM8500. Thì đây là một cái con micro khá là rẻ. Âm thanh nó ra cũng khá là ok. Thì cái này chủ yếu là mình để dành để mình quay phim, mình đọc voice up, hoặc là mình sẽ thu âm kiểu mình làm Foley các thứ, hoặc là mình hội họp á. Tại vì mình không có xài laptop, nên là khi mình cần họp online thì mình sẽ cần có một cái micro. Thì cái này nó khá là ok. Ở đây thì mình xài cái bàn FlexiSpot. Mình mua ở bên Diego cũng khoảng chắc được 2 năm rồi đó. Thì cái bàn này khá là chắc chắn. Cái tầm giá của nó thời điểm mình mua là khoảng 90 triệu gì đó. Cái chất liệu bàn mọi người sẽ thấy nó rất là dày. Mọi người sẽ thấy là cái bàn này nó dày hơn. Nếu mình so với cái bàn kế bên mình mua ở trên Shopee rồi nè, thì nó sẽ mỏng hơn một xíu. Và mọi người nghe cái tiếng của nó nè. Nó rất là chắc chắn. Và cái này theo thông số của nhà sản xuất thì họ bảo là nâng được 100kg. Thì mình xài không tới 100kg đâu, nhưng mà mình thấy khá là ổn. Cho dù mình có một đống này mà mình ngồi lên một xíu thì nó vẫn chịu được á, không đến mức là nó không chịu được ha. Ở đây thì mình có một cái ghế công thái học của AB1. Đây là cái ghế Easy Chair. Thì cái ghế này mình đã xài tới bây giờ thì mình thấy khá là ok. Cái phần ngồi, cái phần đệm nó khá là rộng. Nó cũng xài cái phần lưới nè, nên là khi ngồi nó sẽ không có bị nóng quá. Nó không có bị mà khó chịu hầm cái phần thân dưới của mình. Ngay cả full cái ghế nó cũng đều là lưới, nên là nó sẽ rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà rất là dễ nóng á. Thì ngồi đây á, nó không có bị nóng. Những cái phần này á, mình có thể tinh chỉnh được phù hợp với từng thể trạng của mỗi người. Tại vì mỗi người sẽ có cái phần cột sống khác nhau, cái phần cổ vị trí khác nhau và cái cơ thể khác nhau. Do mình chưa xài hết những cái công thái học khác, nhưng mà mình xài cái này thì mình thấy khá là ok. Tiếp theo, trên bàn làm việc của mình thì luôn luôn phải có những cái cây xanh nhỏ nhỏ để mà mình nhìn ngắm nó. Ở
Ở đây thì mình có những cái cây bự để mà khi mà mình có mỏi mắt quá hay thế nào đó thì mình nhìn cái màu xanh á, nó cũng sẽ làm dịu con mắt mình hơn. Với cả cái không gian làm việc của mình á, nếu mà nó có màu xanh á thì nó cũng sẽ thoải mái hơn, nó tạo một cái không khí thiên nhiên một xíu, thay vì nó hơi công nghệ, nó hơi trắng đen đồ quá. À, mình có một cái đèn màn hình. Cái đèn này để mình chiếu xuống mỗi khi mà mình cần làm việc. Thì cái đèn này nó sẽ rất tiện dành cho mỗi khi mà mình làm ban đêm á. Và đó là những gì ở trên bàn làm việc của mình. Nếu mà bạn muốn biết thêm một cái điều gì đó thì comment cho mình biết nha. Mình sẽ làm video về nó. Hẹn bạn vào video lần sau.